Xin chào tất cả các anh chị. Thì ở video trước tôi đã hướng dẫn các anh chị sử dụng phần mềm MetaGate. Tiếp tục ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị sử dụng phần mềm Symbol UID. Phần mềm Symbol UID này sẽ giúp cho các anh chị có thể lấy được, trích xuất được danh sách email từ danh sách bạn bè của các anh chị, hoặc là từ một người bạn của người bạn của các anh chị. Hoặc các anh chị có thể tìm được danh sách email từ một cái nhóm Facebook mà các anh chị đã tham gia. Các anh chị sử dụng phần mềm MetaGate để các anh chị tham gia nhóm. Sau khi các anh chị tham gia thành công, tức là admin, người quản trị, người tạo ra cái nhóm, họ chấp nhận cho các anh chị tham gia cái group trong cái nhóm, thì các anh chị thông qua phần mềm thì các anh chị có thể lấy được danh sách email từ những cái nhóm mà các anh chị tham gia. Khi các anh chị có danh sách email rồi thì các anh chị có thể mời họ like fanpage của mình, hoặc là các anh chị có thể thực hiện chiến lược về email marketing. Bây giờ tiếp tục tôi sẽ đi vào phần hướng dẫn chi tiết cho các anh chị. Trong bộ phần mềm của chúng ta có 3 phần mềm là TiderGuest, Symbol Wrap và Symbol UID. Ở phần Symbol UID này, các anh chị sẽ click vào. Có một file setup này các anh chị tiến hành cài đặt. Các anh chị ok. Các anh chị click next, install. Và các anh chị finish. Phần mềm bóc lỗi, không thể thực thi gì đó, thì các anh chị cứ ok, không có vấn đề gì hết. Các anh chị quay ra ngoài desktop, quay trở lại desktop của chúng ta. Phần mềm ATP software này các anh chị. Các anh chị click vào phần mềm. Sau đó các anh chị click vào phần cập nhật. Các anh chị click vào phần cập nhật ở đây. Click vào phần cập nhật. Sau khi cập nhật hoàn tất, các anh chị ok. Bước tiếp theo, các anh chị đăng nhập tài khoản Facebook. Các anh chị đăng nhập tài khoản Facebook. Các anh chị sẽ nhập tên và cái mật khẩu. Tên tài khoản Facebook nha các anh chị. Rồi tôi thêm tài khoản. Khi các anh chị thêm thành công thì phía dưới này sẽ xuất hiện cái tài khoản của các anh chị. Thì phần tiếp theo, các anh chị click vào phần Symbol UID. Symbol UID. Ở tab bạn bè này thì sẽ liệt kê tất cả danh sách bạn bè của các anh chị. Các anh chị có thể click bất kỳ vào một người bạn của các anh chị ở đây. Ví dụ tôi click vào Hà Mây đi ha. Thì khi tôi click đúp vào, các anh chị click chuột 2 lần. Thì bên phải các anh chị sẽ liệt kê tất cả những người bạn của Hà Mây ở đây. Và sau khi liệt kê thành công, các anh chị có thể lưu lại danh sách email của những người bạn của Hà My. Đó. Hiện tại Hà My có khoảng 3.000 mấy người bạn này. Rồi các anh chị lưu lại danh sách email. Ok. Rồi tôi mở ra này các anh chị, mở cái danh sách email này ra. Mở danh sách email này ra. Rồi đây tôi được danh sách email, bao gồm Gmail, Yahoo rất là nhiều. Thì từ danh sách này, các anh chị có thể mời họ like fanpage, hoặc là ở các anh chị thực hiện chiến lược email marketing. Tôi quay lại với phần mềm của chúng ta. Phần mềm của chúng ta ở đây. Ở cái tab tiếp theo là cái tab về nhóm. Nhóm. Thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái nhóm mà các anh chị đã tham gia. Thì các anh chị tương tự, các anh chị sẽ click đúp vào những cái nhóm mà các anh chị muốn lấy email ở đây. Tôi click vào chẳng hạn như là siêu thị thời trang đi ha. Khi tôi click chuột vào thì nó sẽ liệt kê tất cả những thành viên có trong cái group này. Liệt kê tất cả những thành viên có trong cái group này. Các anh chị thấy cái phần quét ở đây. Chúng ta được 3.500 rồi này. Thì ở bước này, sau khi quét xong, các anh chị có thể lưu lại danh sách email. 939. Ok, lưu lại. Tôi mở danh sách này lên. Thì tương tự các anh chị cũng sẽ có được danh sách về email Yahoo hoặc là Gmail ở đây các anh chị. Rồi, tiếp tục, sau khi các anh chị có được danh sách email này, ví dụ các anh chị muốn mời tất cả những người có tài khoản email này, danh sách email này, like fanpage của các anh chị, thì các anh chị tiến hành đăng nhập fanpage và các anh chị vào phần quản trị fanpage của các anh chị. Các anh chị sẽ click vào phần dấu gạch, ba chấm ở đây, thì các anh chị xem thử có một phần mời liên hệ qua email hay không.
Thì nếu chưa có thì các anh chị sẽ cấu hình lại. Rồi, ở đây tôi có cái bay đã có cái phần về mời liên hệ qua email. Tiếp tục tôi click vào phần mời liên hệ qua email. Có một phần là tải lên tệp danh sách liên hệ. Tôi click phần tải lên tệp danh sách liên hệ. Sau đó tôi chọn lựa chọn file này các anh chị, lựa chọn file. Thì lúc này tôi sẽ chọn cái file danh sách email vừa rồi. Ở đây các anh chị. Rồi. Đó, thì nó xuất hiện cái phần này cho các anh chị này, tên và danh sách email. Sau đó các anh chị click vào phần xem trước lời mời, xem trước lời mời. Xem trước lời mời. Đó, các anh chị có click vào tôi được ủy quyền được gửi lời mời ở đây. Sau đó các anh chị click phần gửi đi, gửi. Thì đối với phần mềm này, khi các anh chị có được danh sách email rồi, các anh chị có thể thực hiện việc live fanpage, hoặc các anh chị thực hiện email marketing, hoặc là các anh chị sử dụng danh sách email các anh chị tìm được để các anh chị chạy quảng cáo. Trong cái phần chạy quảng cáo thì các anh chị sẽ click vào cái phần là tạo quảng cáo. Tạo quảng cáo ở đây. Tạo quảng cáo ở đây. Rồi, chẳng hạn tôi sẽ click vào, tôi chọn một phần quảng cáo bất kỳ. Thì trong cái phần tương tác này, tôi sẽ có thể là tôi chọn về tương tác bài viết. Và tôi click vào thiết lập tài khoản quảng cáo. Thiết lập tài khoản quảng cáo. Rồi, các anh chị tiếp tục. Thì để đưa được cái danh sách email vừa rồi lên, các anh chị sẽ có một cái phần là đối tượng tùy chỉnh. Đối tượng tùy chỉnh. Rồi, ở mục này, hiện tại tôi đã tạo đối tượng rồi. Thì phần này sẽ yêu cầu tôi là tạo đối tượng tương tự, ví dụ như vậy. Thì lần đầu tiên các anh chị tạo thì nó sẽ khác một xíu. Trong phần đối tượng tùy chỉnh thì các anh chị click vào phần tạo mới ở đây. Các anh chị click tạo mới. Tạo mới đối tượng tùy chỉnh. Thì sẽ ra phần một phần một cái form gồm hồ sơ khách hàng, lưu lượng truy cập web, vân vân. Ở đây tôi sẽ chọn về hồ sơ khách hàng. Sau đó tôi click vào thêm khách hàng từ tệp chính của bạn hoặc sao chép và dán dữ liệu. Tôi click vào. Thì lúc này tôi sẽ chọn tệp email mà tôi đã lọc được, tôi đã lấy được, lưu được từ cái phần mềm của chúng ta. Tải lên tệp danh sách liên hệ, tải lên tệp. Thì tôi sẽ chọn email ở đây nha các anh chị, danh sách của chúng ta. Rồi, open. Open. Sau đó các anh chị đặt lại tên đối tượng và các anh chị tiến hành tiếp tục. Các anh chị tiến hành tiếp tục. Rồi, tiếp. Thì đây sẽ là danh sách email mà các anh chị đã đưa vào phần đối tượng để các anh chị thực hiện khi các anh chị muốn chạy quảng cáo target vào đối tượng mà các anh chị cho là tiềm năng. Sau đó các anh chị click lên, click vào phần tải lên và tạo. Tải lên và tạo. Tải lên và tạo. Rồi, đang tải. Rồi, sau đó các anh chị xong. Thì ở video này tôi chỉ hướng dẫn cho các anh chị sử dụng phần mềm Simple UD để lọc được danh sách email khách hàng tiềm năng. Ở phần quảng cáo về Facebook tôi sẽ có những video tiếp theo sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.